Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái ví dụ minh họa. Chúng ta đi vào ví dụ 1. Cho số phức Z thỏa mãn điều kiện 1. Yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của mô đun Z với 4 đáp án như sau: A là 2, B 1/2, C 1/2, D là căn 2. Và bây giờ chúng ta tiến hành giải. Thầy gọi Z có dạng X cộng Y, X Y là số thực. Vậy thì thầy có Z ngang, tức là số phức liên hợp Z là X trừ Y Y. Khi đó hệ thức 1 trở thành X cộng 1 cộng Y cộng 1 Y bằng X trừ cho Y cộng 2 Y. Thì các em thế cái Z và số phức liên hợp Z vào hệ thức 1 và chúng ta sắp xếp lại theo dạng đại số A cộng B. Thì đây là mô đun của một số phức. Thầy bình phương luôn nha, thì ta có được hệ thức này. Rút gọn, các em ra được một phương trình X trừ Y trừ 1 bằng 0. Như vậy, đây chính là phương trình của biểu diễn của một đường thẳng. Đường thẳng. Vậy thì ta nếu thầy gọi điểm M biểu diễn cho số phức Z thì điểm M này sẽ thuộc đường thẳng delta có phương trình X trừ Y trừ 1 bằng 0. Ý tiếp theo, mô đun số phức Z. Nếu thầy gọi điểm M biểu diễn cho số phức Z thì khi đó mô đun số phức Z chính là đoạn OM. Thế các em lưu ý, điểm M là chạy trên đường thẳng delta. Thầy minh họa nha. Ví dụ, thầy có đây là đường thẳng delta và điểm M là chạy trên đường thẳng này. Chạy trên đường thẳng này. O là góc tọa độ cố định. Bây giờ yêu cầu bài toán của chúng ta là mô đun Z nhỏ nhất. Mô đun Z chính là đoạn OM. OM nhỏ nhất. OM nhỏ nhất. Vậy thì khi nào? Khi nào OM nhỏ nhất? Chúng ta thấy O cố định, M chạy trên đường thẳng delta. Vậy thì OM nhỏ nhất khi OM vuông góc với đường thẳng delta, hay lúc này M chính là hình chiếu của O lên đường thẳng delta, và lúc này độ dài OM chính là khoảng cách từ O tới đường thẳng delta. Và chúng ta có công thức khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, chúng ta sử dụng công thức đó thay vào thì chúng ta sẽ ra đáp số là 1/2. Như vậy ở đây chúng ta chọn đáp án là C. Rồi, bây giờ tiếp tục thầy sẽ nhắc lại các em cái công thức tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng. Chúng ta có đường thẳng delta có phương trình AX cộng BY cộng C bằng 0. Điểm M có tọa độ là X0, Y0. Thì khi đó khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng delta được xác định bởi công thức trị tuyệt đối AX0 cộng BY0 cộng C trên căn bậc 2 A bình phương cộng B bình phương. Công thức này cũng khá là dễ nhớ. Các em thấy ở trên tử là các em quăng cái điểm M vào delta, nhốt nó lại bằng cái trị tuyệt đối, sau đó chia ở dưới là căn bậc 2 A bình cộng B bình. A bình cộng B bình, AB là hai cái hệ số của đường thẳng delta. Rồi, bây giờ thầy cô có cái câu hỏi phát triển.
Vừa rồi chúng ta đã tìm được mô đun của số phức Z đạt giá trị nhỏ nhất là 1 phần căn 2. Đáp án là C, đúng không các em? Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là thầy đi tìm luôn số phức Z. Tìm luôn Z để mô đun Z nhỏ nhất. Thì chúng ta biết rằng nếu số phức Z của chúng ta có dạng như thế này, vậy thì điểm M biểu diễn cho số phức Z có tọa độ là XY. Đi tìm số phức Z tức là đi tìm X với Y, cũng đồng nghĩa là chúng ta đi tìm tọa độ điểm M. Và vừa rồi chúng ta phát hiện được cái điểm M làm cho đoạn OM ngắn nhất, đó chính là hình chiếu của O lên đường thẳng delta. Như vậy ta có OM ngắn nhất khi M là hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng delta. Bây giờ vấn đề chúng ta đi tìm điểm M. Vừa rồi chúng ta có kết quả của đường thẳng delta có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0, đúng nè. Vừa rồi chúng ta có cái đường thẳng delta có phương trình là x trừ y trừ 1 bằng 0. Vậy bây giờ thầy sẽ đi tìm hình chiếu vuông góc của O lên đường thẳng delta. Thầy viết đường thẳng delta phẩy qua O vuông góc với delta. Đường thẳng delta phẩy qua O vuông góc với delta. Này, đường thẳng delta phẩy qua O và vuông góc với delta. O tọa độ 0 0, ok em. Vậy thì thầy có phương trình delta phẩy như sau. Rồi. Các em có biết tại sao ra cái phương trình này không? Rồi một lát nữa thầy sẽ giải thích thêm tại sao mình ra cái phương trình này ha. Bây giờ chúng ta biết nếu chúng ta có đường thẳng delta phẩy qua O vuông góc delta thì đã phân viết được phương trình delta phẩy như thế này. Vậy thì lúc này thầy sẽ có M sẽ là giao của delta với delta phẩy. Và các em giải cái hệ này, delta là x trừ y trừ 1 bằng 0 và delta phẩy là x cộng y bằng 0. Vậy thì tới đây thầy giải ra được x là 1 phần 2, y là trừ 1 phần 2. Vậy thì lúc này thầy có số phức Z của thầy sẽ là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 y. Và bây giờ thầy sẽ giải thích nhắc lại cho các em về cái phương trình đường thẳng delta phẩy qua O và vuông góc với delta, tại sao nó có phương trình là x cộng y bằng 0. Thì chúng ta nhớ nếu đường thẳng delta có phương trình là ax cộng b cộng c bằng 0, delta phẩy vuông góc với delta, vậy thì delta phẩy sẽ có phương trình là bx trừ ai cộng c phẩy bằng 0. Thì các em lưu ý cái hệ số xy chỗ này. Ở đây delta là ab, hệ số xy chỗ này là ab, thì cái delta phẩy vuông góc delta thì là b trừ a. Thầy thường hay nói nôm na là đảo vị thêm trừ ha, đảo vị trí và thêm dấu trừ. Và để tìm cái c phẩy này thì nó đi qua điểm nào đó thì các em thế cái điểm đó vào đây thì sẽ tìm được c phẩy. Ví dụ bài này của chúng ta x trừ y trừ 1 bằng 0 thì đảo vị thêm trừ thì sẽ có là x cộng y bằng 0. Và thì thế tọa độ x cộng y cộng c phẩy bằng 0 và thế tọa độ điểm O vào thì cái này là 0 0 cho nên cái c phẩy cũng bằng 0. Tương tự trường hợp delta phẩy song song với delta thì delta phẩy sẽ có dạng ax cộng by cộng c phẩy bằng 0. Các em lưu ý như vậy thì cái hệ số chỗ delta phẩy song song với delta thì hệ số chỗ xy là giống với hệ số của delta. Và chú ý nếu song song thì cái c phẩy phải khác c.